Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Huy Trung. Hôm nay bên em lên sóng trên mẫu xe 5 chỗ rất là đẹp luôn anh em. Đấy. Con này là con Ford Laser anh em ha. Sản xuất năm 2004, lăn bánh năm 2005, động cơ 1.6 anh em ha. Xe thì màu trắng rất là đẹp, đèn là đèn bi rồi đèn ống rồi, form mới rồi nha, form cuối cùng của Ford Laser rồi anh em. Hôm nay mua về con này có đổ xăng ở đây thôi, xe thì cũng kiểm tra máy móc làm bệ rồi. Đó, dòng này thì nó được cái nó bền nha, bền 7 lần tính anh em ha. Đó, đi thì lợi xăng. Giá tiền thì lại rất là hợp lý anh em. Con này bên em bán 89 triệu nha anh em, đời 2004. Lăn bánh năm 2005 anh em ha. Xe thì có lên lipo rồi này, sơn si bóng loáng đẹp anh em ha. Sơn si rất là bóng rất là đẹp luôn. Anh em mình mua về có đổ xăng là đi thôi. Đó, anh em thấy không? Sơn si rất là bóng rất là đẹp, đèn đuốc rất là sáng anh em này. Đèn rất là sáng luôn. Đấy, đèn rất là đẹp anh em ha. Đèn sáng trưng. Nói chung anh em mình mua con này về cũng có đổ xăng là đi thôi, không phải làm gì thêm. Xe thì có lên đề start top để nổ từ xa rồi hết rồi anh em ha. Nói chung rất là ngon rồi, mâm đúc nguyên bản cho xe này. Lốp lắp 4 cái thì còn khoảng tầm 80% anh em. Đấy, chấm 6 anh em, con này chấm 6 đến rất là lợi xăng. Khám đăng kiểm thì nó đến tháng 12 năm 2024 anh em ha. Tháng 12 năm 2024, con này nó còn một lần khám 1 năm nữa anh em ha. Còn một lần đăng kiểm 1 năm nữa. Đấy, anh em thấy form dán xe. Sơn xi bên ngoài thì bên em cho vệ sinh đánh bóng rồi hết rồi anh em ha. Nói chung anh em về cũng không phải làm gì. Máy móc thì nó rất là êm. Đấy, chạy bốc anh em, đèn đuốc là sáng trưng này. Đèn là đèn ống rồi, phần trước đây. Xe thì chủ người ta cũng có trang trí sơ sơ, nhìn cho nó điểm nhấn anh em ha, điểm nhấn cho nó lạ thôi. Nhưng ngoài ra không có vấn đề gì hết. Xe thì không có đông đụng, không ngập nước nè. Đèn đề start top này đổ từ xa rồi anh em ha. Bấm khóa mở 3 lần nha nè. Đấy. 4 lần cũng được nè. Này nó bấm dư dư tiếng được. À, anh em đợi tầm vài giây sau ba cũng được. Đấy. Anh em bấm 4 lần xong cái anh em đợi vài giây đâu nó nổ. Anh em nghe tiếng máy nó đè không? Đấy, giờ em sẽ tắt này. Em nghe im re không? Đó, tắt máy rồi đó. Xe thì hiện tại rất là đẹp anh em. Nội thất thì rất là đẹp luôn. Anh em mình mua về cũng có đổ xăng ở đây thôi. Tắp bi, tắp lô này. Nói chung xe cũng sáng sạch rồi. Không đông đụng, không ngập nước anh em ha. Không đông đụng, không ngập nước. Kèo lề cửa chỉ nên theo xe là còn nguyên rồi này. Ghế da đầu đẹp này. Vô lăng ba cháu anh em. Vô lăng ba cháu. Bốn kính rồi, kính bóng lên xuống hoạt động bình thường anh em ha. Đó. Xe thì anh em để start top rồi, anh em giảm phanh là nó sẽ đề anh em ha. Đấy, giảm phanh là máy sẽ nổ rồi, máy nổ rồi. Khóa mốt thì mình để trong xe cũng được. Trong đây thì nó có vài cái khóa mốt này. Đấy, trong đây nó có khóa cơ, khóa mốt rồi, rất là nhiều chìa khóa này. Màn hình rồi đầy đủ anh em ha. Con số tay lái nhẹ nhàng này. Con số nó trong dòng thay laser này thì chạy rất là nhẹ nhàng. Nên mình mua về có đổ xăng là đi thôi. Đó. Vô lăng thì nó lâu ngày thì nó hơi cũ tí thôi. Nhưng mà tầm tiền nó rẻ mà em có 89 triệu à. Nhưng mà được cái tay lái nó nhẹ này. Kính bấm lên xuống hoạt động tốt nè. Dán phim cách nhiệt quanh xe rồi anh em, dán phim cách nhiệt rồi. Kính bấm lên xuống hoạt động trơn tru nha anh em. Đấy. Gương sau là cái gương nó kêu đặc trưng anh em, đặc trưng luôn. Ford Laser này nó cũng có cái tiếng kêu đấy anh em ơi. Đèn đốt đầy đủ này, trần mộc 5D rồi này, nói chung sạch sẽ rồi. 89 triệu anh em ha. Lên đề start top này nó từ xa rồi. Bộ ghế da rồi theo xe vẫn còn rất là đẹp luôn. Con số tay lái nhẹ nhàng, máy lạnh điều hòa mát. Tầm tiền thì hợp lý. Cái này bấm lock cửa rồi nè. Lock cửa thì bấm ở đây. Trong bên này mình một cái. Tám mươi chín triệu anh em, bao vận chuyển anh em toàn quốc nha. Anh em vào xem xe chạy về thì em có bớt phí cho anh em chạy về nha. Xe có cũng đầy đủ hết rồi, không thiếu cái gì. Cốp và cốp điện như nào, cốp sau nhấn bằng nút nha. Đấy, cốp sau nhấn bằng nút. Nội thất trong xe đây, tắp bi tắp lô đẹp nha. Ford Laser anh em ha, 2004 anh em ha, lăn bánh 2005, 2005 mới bắt đầu chạy anh em, 2005 mới bắt đầu có người sử dụng này. Đó. Cái đây thì có hầu như có độ đồ đầy đủ anh em ạ, độ đồ đầy đủ đông đây này, không thiếu cái gì hết. Cột kèo xương dần lên bấm rồi còn nguyên si, nói chung hai bên nào đẹp như nhau này. Những cái đường này nhìn cái đường gân của nó như nào, cái đường gân của nó hai bên mà nó cứ gân đều như nhau là nó không đâm đụng ngập nước anh em. Đấy. Polisher máy chấm 6 thôi, rất là lợi xăng. Gầm bệ phủ gầm rồi hết rồi, ngon hết rồi, đẹp hết rồi. Mới ken gầm bệ mới đó, mục mọt anh em ha. Không mục mọt, không đâm đụng ngập nước này. Nói chung chiếc xe thì miễn bài.
Anh em nào cần thì alo ngay cho em, 1.6 với lợi xăng lành tính. Phụ tùng thay thế dễ tìm dễ có anh em ạ, à, đặc biệt là rất là rẻ nha. Đấy. Nhiều anh em cứ sợ phụ tùng của Ford nó mắc, nhưng mà không phải anh em. Con này dòng này Ford nhưng mà nó xài chung phụ tùng với Mazda đồ anh em. Nên là nó rất là rẻ. Phụ tùng nó xài chung với Mazda 323, 626 đồ á. Nên là nó rất là rẻ luôn. Cái này cái nó lắp cửa rồi. Đúng cái chốt ở đây anh em. Đó. Nội thất bên trong anh em thấy này, đấy, vô cùng là ok rồi ha. 89 triệu, còn thương lượng cho anh em nào thiện chí ha anh em ha. Máy lạnh điều hòa nhạt nhẽo là có đầy đủ hết anh em. Kính vóng lên xuống hoạt động trơn tru. Khám thì đến tháng 12 năm 2024. Máy móc thì nổ êm ru. Đấy. Máy đang nổ đây. Máy nổ rất là êm. Có cái dây cu ro nó hơi rít nhẹ xíu thôi. Đấy, cái dây cu ro đó thì em sẽ cho xịt tí hóa chất vô là nó êm ru lại liền hay. Xịt tí nhớt mỡ vô là nó êm anh em. Cái cu ro lâu ngày nó bị khô nó rít rít thôi. Còn cái máy này, máy đổ rất là êm anh em à. Cột kèo cabo đây vẫn còn đẹp này. Sườn xi này có logo của Ford này. Không đâm đụng ngập nước anh em ha. Nói chung xe ok, 89 triệu, bao vận chuyển nha. Anh em nào vào xem xe chạy về có bớt phí nha. Anh em mua thì anh em cọc cho em ít, là em sẽ vận chuyển xe đến nơi cho anh em ha. Đấy. Máy móc chỗ này quá tuyệt vời rồi anh em. Nổ như thế này là quá ngon rồi. Không rùng, không lắc. Nổ êm, chạy bốc. Đấy. Xe em chạy từ Quảng Trị về Quảng Nam 200 mấy chục cây số. Ngon lành cành đào luôn nha anh em. Đấy. Không một tí lỗi nè. Sơn xi bên ngoài rất là đẹp luôn. Tầm trường là hợp lý, đèn start tốt, đèn nổ từ xa rồi anh em ạ. Lòng bệ này, không một tí mục nha anh em. Đấy. Lòng bệ anh em ạ, đẹp không? Không có mục mọt anh em ạ. Lòng bệ là phủ gầm hết rồi, full xe rồi. Anh em mua về có đi thôi. Ford Laser sản xuất năm 2004, lăn bánh năm 2005, máy chấm 6 anh em ạ. Số sàn anh em, máy chấm 6 số sàn. Giá tiền thì chỉ có 89 triệu đồng thôi, bao vận chuyển anh em toàn quốc. Anh em vào xem xe chạy về bên em có bớt phí cho anh em chạy về anh em ha. Đấy. Đèn đốt được theo xe em quay cận cảnh cho anh em coi này. Rất là đẹp luôn này. Cửa nẻo đóng êm khít anh em ơi, chắc nghịch xe luôn. Giá tiền thì đã rất là hợp lý. Anh em nào cần thì alo ngay cho em nha. Khám đến tháng 12 năm 2024 em chịu trách nhiệm rút hồ sơ sang tên cho anh em nha. Đấy, nên là có vấn đề giấy tờ pháp lý là rõ ràng hết. Tất cả xe bên em bán ra là đều rút hồ sơ sang tên bình thường nha anh em. Nên là anh em yên tâm về vấn đề giấy tờ. Còn ngoài ra xe em bán là 89 triệu bao vận chuyển nha. Anh em nào vào chạy về em sẽ bớt phí vận chuyển hoặc là bao hồ sơ cho anh em ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.